Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Điện thoại Vui TV. Trên series sửa chữa và thay thế iPhone 7 thì ở video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn các bước để sửa chữa như thay thế loa thoại và loa ngoài trên iPhone 7. Trên iPhone 7 thì khi mình coi phim hoặc là nghe nhạc thì nó sẽ sử dụng là loa trên và loa dưới luôn, là hai loa gọi là loa kép. Rồi, bây giờ mình sẽ thao tác luôn. Cái nắp che pin này sử dụng vít ba cạnh. Rồi mình dùng tôn nhựa để tách. Sẽ thay thế loa ngoài trước. Kéo lên một chút rồi mình lấy nó ra sẽ dễ hơn. Cái phần dây này sẽ nằm phía bên dưới, còn cái này thì sẽ nằm dưới cái tab tip enzyme. Rồi, ở cái phần dây antenna sẽ có hai phần dây dài và ngắn. Cái này mình sẽ gắn đúng vị trí, tại vì gắn sai thì dây nó cũng không đủ. Rồi, vậy là mình đã thay thế xong phần loa ngoài. Bây giờ tới phần loa thoại. Phần này sẽ có hai con ốc cố định loa. Ở đây có bốn chân, mình sẽ quay tiếp xúc dưới. Ở đây hai con ốc là ốc ngắm sẽ mắc phía bên trái. Rồi, phần camera nó thẳng. Rồi, bây giờ chỉ việc gắn vào máy. Rồi, cuối cùng là phần nắp che pin. Mình sẽ gắn ốc ở giữa trước. Rồi, cuối cùng là ốc màn hình. Đối với gia công máy trên iPhone 7 thì mức độ hoàn thiện sẽ cao hơn so với những dòng trở về trước, nên là khi mình gắn vào thì cái độ khít màn hình sẽ rất là tốt. Rồi, mở máy và test loa luôn. Rồi, sau khi mình thay xong là mọi thứ hoạt động ổn định. Rồi, mình chia sẻ với các bạn các bước để thay loa trên iPhone 7. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, subscribe và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn, chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.